Bây giờ không biết làm sao để mà chỉnh. Dạ, cái cột sống của cháu nó bị cong nhiều quá. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 16 tuổi. Thở lớn lớn này nè. Nói lớn lớn. Dạ. Thay giác ra cái cong này từ bao lâu rồi? Dạ, cũng 2 năm rồi. 2 năm rồi đi tới bác sĩ thì nó đòi phải là mổ rồi chỉnh lại. Nhưng mà không biết nguyên nhân tại sao? Dạ. Ở trong nhà có ai bị không? Hình như ông nội bị. Mà có chứ. Ông nội. Cái này nó thuộc về DNA mà. Nó bị thêm di truyền. Thì có cách nào để mà... Thì bây giờ vấn đề quan trọng nhất là bản thân nó có tin hay không? Và nó chịu làm hay không? Vì về nhà mở tính YouTube lên, tính chi về Nam rồi mỗi người Pháp vô cái mục vận động dưỡng sinh, đánh cái bài đùa rắn ốc đồng. Nếu nó chịu khó nó làm, nó bảo đảm ít nhất là 60% chỉnh lại được. Tôi không thể nói trầm trầm. Tập cái bài đó kiên trì, xây gì con tập đá banh, con chơi basketball hay bất cứ cái gì, mỗi ngày con cứ tập cái bài đó. Con cứ ngầm xuống cho đúng hang, đưa cái đầu ra. Bây giờ tưởng tượng đây là cái cổ nè. Mình tưởng tượng đây là mặt đất mình đang nằm. Mình dướng cái cổ lên, ngửa cái càm, thì nó tự nhiên nó căng cái cột sống lên. Mà khi nó căng vậy rồi, nó cong cỡ nào nó căng như vậy thì nó còn cái frame á, nó sẽ trả trở lại. Đó là một cái. Thầy coi thử nó có khả năng được bao nhiêu phần trăm như vậy. Coi như vậy để nó xây lên. Thầy coi cái lưng. Nó bị cong. Nó bị giống như chữ S. Nhưng mà nó chưa đến nổi lắm. Chưa đến nổi lắm, bây giờ vậy ha. Rõ lắm, bên này một quay về, bên đây vậy. Bây giờ hồi trước chỉ nè. Cái bài tập đó là mỗi ngày cái tập, thay vì con cứ bình thản, cứ con cứ tập mỗi ngày giống như tập dục chơi vậy đó. Buổi sáng làm là trưa đi học về nghỉ, giờ break làm là. Còn nếu bây giờ phải đi học ở trường không thể giờ break được thì tối về con tập gấp đôi. Tức là mỗi một ngày ít nhất con tập như vậy là 3 lần 21. Một lần 21 cái mà 3 lần như vậy, tức buổi sáng 21. Buổi trưa 21, buổi chiều 21, mà nếu trưa không tập được thì tối tập 42. Thấy không? Ok, giờ đưa hai cái chân chỉnh cho coi. Để lâu quá nó hai cái chân nó sẽ dùng kiều. Nó sẽ cong ra, nó khuynh hướng nó cong ra vậy. Vì muốn vậy là mình chỉnh từ đây vô, đơn giản vậy đó. Mà muốn làm được điều đó là phải kiên trì. Chà như thế này. Con mềm em, đừng ngầm, vuốt từ dưới này lên. Vuốt từ dưới này lên. Vuốt đơn giản ngay chỗ nào con đau con nói nha. Con đau con nói nha. Vuốt như vậy đó mà chỗ nào con đau con nói. Rồi nhóm bàn chân lên. Để cây thẳng bàn chân lên. Thẳng vậy đó nha, chỗ nào con đau con nói. Đau không? Thì khi nào con thấy đau nhất thì con... Đau con nói, thấy đau nhất, đau mà con chịu nổi con nói. Cái đó mới là sinh nghiệp. Dạ. Dạ. Con thấy đau là con nói liền. Đau hơn mấy chỗ khác thì nói. Đâu cũng nói chứ. Đau không? Đau không con? Dạ, đau.
Đau hả? Nhiều ít. Con đau nhiều thì con nói. Thầy biết cho con, không thầy đâu biết. Con đau luôn hả? Con đau hả? Có đau không? Hai chỗ này là đau chưa? Thế chỗ này còn có đau không? Hả? Nhỏ quá. nhưng mà cảm thấy đau nhưng mà nó không có đau đau nhiều. Cảm thấy đau rồi mà không có đau nhiều. Đây. Thầy bấm thì thầy bóp một bên này hay bóp cả hai bên này? Một bên này. Nhập bên. Đó, mỗi ngày mà nếu mà chỉnh cái đoạn này á, mà cái chiếc đoạn thần kinh này mà nó máu đau là nó trả lại lẹ lắm. Khỏi nó cứ khuỵch ra, nó cong ra ngoài á, nó già cái xương nó không trả vô được. Tức là mỗi ngày con đẩy nó vô. Đẩy nè, theo cái trung tâm nó khá nè. Con đẩy thẳng đây, theo cái xương. Dài tới đây. Đó, nó giữa hai cái xương á, nó cặp lên vậy á, vuốt nhẹ để mà để đẩy cái xương này đi vô. Để xương nó trở vô thì nó chỉnh lại được cái cột sống bên trên. Thì nó bị cái trường hợp này, thành ra cái chân nó một bên cao bên thấp, cái hông của nó nhìn nó rõ lắm, nó bị như vậy tới lúc nào nó cái tiết đoạn từ cái mắt cá này cho này nó không có đủ bì vậy, nó sẽ xẹp xuống nữa. Chứ không phải nó chỉ vậy không. Ok, rồi. Đó, mỗi ngày làm vậy nè. Thử nhột không? Nó bắt đầu tới đây con làm chưa? Không biết làm. Không có đau không? Không đau hả nhờ? Không đau hả? Ok. Mấy cái bệnh này nó chưa phản xạ, khi nào nó phản xạ nó đau lắm. Ok, xuống này. Như vậy là mỗi ngày buổi sáng cháu tập 21 cái, 21 cái. Em có rùa rắn ốc đầu. Rùa rắn. Tập.